Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy An Giang đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài, thương binh Huỳnh Văn Anh và Trần Xuân Đài tại thành phố Châu Đốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài, phường Vĩnh Ngươn. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, đóng góp to lớn của mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước. Và thăm tặng quà gia đình ông Huỳnh Văn Anh, thương binh 81%, phường Vĩnh Ngươn, ông Trần Xuân Đài, thương binh và nhiễm chất độc hóa học, phường Châu Phú B. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí và gia đình. Chúc các đồng chí sống vui, sống khỏe, luôn là niềm tự hào, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và tiếp tục quan tâm, góp ý vào sự phát triển của tỉnh nhà.